Kia là người đứng cao nhất che chắn cho đội hình của mình. Anh ta bị làm kế ngược trở lại bởi Buôn, bị tấn công liên tục, đang cấu rỉa vào người của Kia. Nhưng Kia khá trâu, bật chiêu cuối từ thứ ba la vào, hất tung được một người. Chiêu cuối được dùng để từ Lê Vi đánh ngược trở lại và la vào, đó chính là vị trí của Buôn. Khi chắn quanh có được bàn công đầu tiên, tìm kiếm vào người Kia và rút lóc quá tốt từ Sozi, dứt điểm thêm được một người nữa, đó chính là Play. 3-7 hạ gục cho Cerberus và họ sẽ là đội giành chiến thắng trước Gam. Mình không đánh thì mình thấy chủ động mình đều mít ra chứ. Rồi bỏ lên, pha này không sao nha. Rồi nè, quýnh mà kiểu cái tâm lý của em nó sao á. Lúc mít game em không có giao tiếp gì luôn. Em kiểu em quýnh kiểu em kệ luôn, tìm quýnh sao em cứ quýnh theo ý em à. Kiểu trận này anh không hiểu là cái game 2 sao mình thua nha, pha này nha. Bây giờ em bị cái thế khó đi, thì chỗ em phải làm cái gì? Chỗ em nói, em thắng, con Makama nó vô trước em nha. Có kêu không? Có đúng không? Rồi chỗ này, đây, Khánh nó bị kẹp rồi, giờ có thể khả năng nó chết. Rồi mình vô mình tú. Rồi, ok, rồi xong, mất lát đúng không? Rồi, ở pha này mình đang thất thế nè, mình phải nói trước luôn. Anh Khánh lên cua không có em nha. Đó, là anh Khánh nó tự xử, pha này mất lát rồi. Xong rồi nó ra nó tranh chấp, kia ra không được. Rồi pha này, giờ em cấu cầu sống vậy. Ấy là đánh tới đẳng cấp này. Giờ nếu mà em sử dụng cái cầu sống nó chuẩn hơn là em nguyên chân. Đó, đó nha. Là tới đây là chết hai. Chết hai là bắt đầu cái tâm lý em nó bùng rồi. Rồi tâm lý em bùng. Xong rồi á. Rồi pha này đồng đội báo ra canh không? Rồi pha này mình chết luôn, rồi pha này mình hát ra sao anh? Mình xui mình chết luôn, ok anh chấp nhận là anh nói gì nha. Bắt đầu bạn 3, bạn 4 chết cũng không nói gì nha. Tới cái lúc mà mình lật lại á, em ăn mạng sức tăng Kama á, là tới đó là em phải vực dậy rồi. Tới cái lúc mình win này là mình biết là cái game này của mình là mình không thể nào mà mình đánh cái kiểu mà kiểu mình đợi hình bóc mà mình cứ lao vô mình đánh đôi cống đó. Nè, tới đây là mình thắng rồi nè, mình xách đao đựng gừng đó nè. Xong mình giết nó luôn, mình ăn rồng 3, rồng 4 luôn. Xong mình ăn luôn ba non luôn. Xong rồi mình đánh kiểu như ăn xong ba non mình thắng vậy. Kiểu anh không thích kiểu mình đánh vậy. Mà em, anh đánh nha. Tới lúc mà mấy đứa chưa bước xong nhà chính á, anh không bao giờ mà anh ăn mừng á. Hỏi anh còi đi, anh kiểu lúc nào anh cũng suy nghĩ à tụi này có làm gì mua không, tụi này có đánh thần không, tụi này có đánh mà kiểu gì không. Anh lúc nào cũng vậy luôn á. Xong rồi thế anh thấy nó tham ba đo, anh kẹt lời luôn á. Thôi là đây là một cái trận mà trận bại đó nha. Rồi tới đây được thắng chưa? Tới đây mình thắng chưa? Anh hỏi mấy đứa tới đây mình thắng chưa? Rồi mình chỉ cần bóp đó, xong mình găm đẩy ba le lên rồi mình găm một cái cánh mình bóp rồi lấy gì nó chịu nổi, nhìn em đánh nè. Quyết định từ Gam là gì? Họ muốn ép một pha giao tranh nè. Và dàn dây của đi xung quanh, áp lực tốc biến của Elio, 3000 máu của Baron. Baron nằm trong tầng cạnh tranh, Baron thuộc về bên phía của Gam. Và Ikigai bắt buộc phải mất tốc biến bên phía của Ceres, đang bị mất máu trên nhiều người, đó là Hiếu Ba bị tấn công liên tục. Hiếu Ba bị giữ chân, bắt buộc phải lùi về và lao vào của Kia, càng giữa 1, 2, 3, 4 thành viên địch. Và Kia quá khỏe. Trong khi đó Bull cũng lao vào làm kế và dứt điểm thành công được Play. Hai carry của hai bên đang được chia game, nhưng rõ ràng Ceres đang có lợi thế nhất định. Họ đang dứt điểm thành công được rất nhiều người và Paisio bị hất tung, bị gây sát thương. 4 mạng hạ gục đã có dành cho Ceres và Richard Wan tốc biến lên. Rui làm chạm thành công, Ikigai tiếp cận Paisio còn tầm 100 máu và đạn phải đổ xuống quét sạch hoàn toàn cho Cerberus. Nhưng mà anh nói mấy đứa tập cho mấy đứa cái một cái tinh thần thép đi. Kiểu như mình có thọt hay không á, mình dẹp nó qua một bên, mình cứ tập trung cho cái game mình có thể làm gì tốt nhất trong team hay gì đó. Giống như nãy anh cũng thấy con JC rồi. Anh á, nếu mà con JC thì mình chỉ qua mình đánh bóc được, mình có một cái đội hình bóc nè, xong nó cũng không chạm được mình. Anh nói luôn lúc ra đội hình bóc nha, bóc đi, đừng có lao vô quýnh bóc trước đi. Cuối cùng cũng đâm đầu vô lính á. Xong rồi game, một cái game 3 game quyết định rồi, đầu game giao tiếp như thế nào, mình chia vị trí đứng như thế nào. Xong rồi giờ ra ba đứa, em có kêu Play, thằng mít thì em lại không nghe. Là sao mấy đứa? Chưa thấy Kama ở đây nha. Rồi ok. Có dẫn ở dưới. À để đây nha. Kama thấy em đây. Ê có dẫn ở dưới cá mắt nha. Ra canh đây, ra canh đây, ra canh đây.
thằng mít đó. Đứng bên đây được không Huy? Nó đúp vô. Từ chưa thấy thằng kia. Đứng mé mé thôi, coi chừng. Nếu mà con kia đẻ ăn thì thử tưởng nó ăn rồi á. Thôi. Đây để lát. Không sao anh em ơi, mình tí mình vẫn ra mình đè được á. Mình đánh 3 game đầu game mình lúc nào lỏ, lúc nào nó có lợi thế nó giết mình, xong rồi nó ép mình, nó tùm lum mình á. Trong khi bản thân mình á thì đầu cũng đôi công với nó, xong rồi mình không tự tỉ mỉ cẩn thận mấy cái nhỏ nhặt á. Đầu game mình đánh sao đứng sao mình cũng không tỉ mỉ á, cuối cùng xong mình ra một cái game lúc nào mình cũng thua thiệt nó. Xong mình đánh xong rồi dựa trên combat với mình thắng. Mình thắng xong bắt đầu mình qua. Đánh kỳ vậy. Ngay cả pha cuối mình cũng thắng luôn. Pha này này giết dắt xong rồi mình đánh từ từ mình thắng. Mình thấy anh em thua thì nó cũng thua rồi đó. Tình trạng thì mọi người chắc cũng đều khó mà chán á, kiểu nhiều khi cũng bị bực nữa. Mà cũng đều lên rồi. Thì cái điều quan trọng nhất là mình đâu vậy này. Tức là mình không thể mình đánh lại được á. Mình thua rồi thì điều duy nhất mà mình có thể làm được là mua so thì mình bỏ qua, mình cứ coi như đây là một trận thôi. Thì nói thật thì hôm nay cũng kiểu không hiểu gì xảy ra với anh đâu. Xong rồi mọi người thì có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Nên là anh thì anh cũng sẽ cảm thấy có lỗi phần của anh. Còn về game á thì mục tiêu thì mình vẫn có thể làm được cái mục tiêu mình đặt ra. Xong rồi cái quan trọng nhất nó không phải là cái mục tiêu số 1 nữa, nó là mục tiêu mà vô địch á. Nên cho dù thế nào thì mình cứ đánh tiếp thôi, mình cứ gọi là đứng lên á, bỏ qua cái thất bại mình đứng lên á. Chứ mình thua thì mình cũng thua rồi. Kiểu nói chung mình góc nhìn của anh Mùi cảm thấy game nó khó nuốt, nhưng mà vấn đề là em thấy anh Mùi bảo là em hay play lúc mà vô game lỗi cái này cái kia thì phải bỏ qua và tiếp tục đánh á, thì cái game này với anh Mùi cũng y chang, là game này hay là game series thì nó y chang, mình cũng phải bỏ qua những game này mình tiếp tục cải thiện, xong rồi mình cố gắng để đi đến cái mục tiêu chung thôi. Mục đích vẫn là vô địch mà, nhưng mà trên con đường vô địch thì nó vẫn chưa có cái gì đấy nó gọi là kiểu cái con đường phía trước còn nguyên á, cái playoff mới là cái quan trọng. Nếu mà mình nói đúng thật lòng mà nói thì những trận này đều những trận quan trọng để mình cải thiện, mình mở rộng cái chiến thuật các thứ, nhưng mà playoff mới là những thứ mà nó quyết định tất cả. Thua ở playoff là làm mất hết, chứ thua này thì thì cái việc mình đứng dậy được hay không thì nó ngắn quá, thời gian nó quá ngắn, kiểu một tuần sau là mình có cơ hội mình dỡ rồi. Mình thua playoff là mình sẽ gọi là hối hận, ít thì một mùa mấy tháng, nhiều thì một năm hai năm. Nên nhớ tất cả những thằng reset á nó đang tiến bộ á, mình phải tiến bộ mỗi ngày, mình học được cái gì. Mình không có được lơ là, mình không có được gì hết. Tại vì tất cả cái thằng đó nó đều muốn win. Mấy đứa có thể hơn nó về cái gì anh không biết nha. Nhưng mà nếu mà mấy đứa không muốn win hơn nó thì chắc chắn là mấy đứa sẽ thua nó. Tại vì ai nó cũng muốn win á. Mấy đứa mà không muốn win là mấy đứa thua rồi. Nó muốn win, mình phải muốn win hơn nó. Để muốn win hơn nó thì mình phải làm cái gì? Mình phải nghiêm khắc hơn. Mình teamwork hơn, mình giao tiếp nhiều hơn. Đó là game 3 là cái không nên có chứ. Không có. Thật ra cái thua game 3 là không thể nào có trong game luôn, anh nói thiệt đó. Không thể nào mà mình đánh một lúc được. Nhưng mà đó cũng là một cái bài học cho mình thôi. Bây giờ tinh thần mình có tệ cỡ nào thì mình cũng phải còn chặng đường phía trước thôi. Cái này chỉ là một trận thua vòng bảng thôi, anh nói thiệt. Anh không quan tâm đâu. Nhưng mà anh muốn nói để cho mấy đứa tỉnh ra. Mấy đứa luyện cái tinh thần vô. Mình phải có cái bản lĩnh nhá. Mình thọt cũng được. Cái bản lĩnh của mình là gì? Tập trung vô đánh hết game. Mình đừng có suy nghĩ về đó. Lúc nào anh cũng dặn là đừng có suy nghĩ về mấy cái lỗi. Cứ tiếp tục.
Ok. Nói chung là sau nói chung ở cái mấy mùa mà anh làm ở đội á, thì những cái kinh nghiệm lớn nhất của anh ở với một đội để vô địch á, là tốt hơn các đội khác là gì? Thì anh nghĩ là cái giải quyết vấn đề tốt hơn. Nhưng cái đội vô địch luôn luôn giải quyết vấn đề tốt hơn là những cái đội khác. Thì trong một cái chặng đường dài ấy, thì đội đó sẽ thắng. Anh nghĩ là từ xưa đến nay thì bên Ngam là cái này khá là tốt. Thì giải quyết vô địch đương nhiên là mình có vấn đề, cái là mình cứ tập trung mình vào mình giải quyết cái chuyện đó để cho tất cả mọi người đều biết luôn. Thì hôm nay thì đương nhiên mọi người thua theo cái kiểu mà bị lật kèo, chắc chắn là rất là khó nuốt. Mà nếu như mình nhìn vào cái băng là kiểu mình tự thua đó, chứ không phải là mình đánh như nào đấy hay là họ đánh hay thì họ thắng. Thì anh nghĩ là bọn em buồn hay bọn em thất vọng thì bọn em cứ thất vọng đi. Nhưng mà sang tuần sau thì mọi thứ trở lại như bình thường. Những vấn đề gì mà mình đang thấy cần phải giải quyết còn đang tồn đọng. Ví dụ như là anh nhìn thấy bọn em có những người thể trạng đang thi đấu là bị gặp vấn đề đến game 2, game 3 này. Thì hiện tại là tất cả mấy đứa là cố gắng, anh nghĩ là cái quan trọng nhất là bọn em phải ngủ đủ đã. Ngủ đủ. Chắc chắn là em sẽ gặp những vấn đề như là ngủ không được, xong rồi sao đấy, thiếu ngủ. Rồi thể trạng khi thi đấu là vấn đề. Thực tế là khi mà bây giờ anh nghe thấy cái việc đi thi đấu xong rồi em đang bị mệt hay là bị ốm hay các thứ, anh thấy nó rất là khó chịu ở cái thời điểm này. Đây là một thời điểm rất là quan trọng mà mình còn đang bị những cái vấn đề về thể trạng. Kiểu như có bạn bị ốm, xong rồi có bạn bị say cái này, say cái kia, xong có bạn bị cái này, cái đó. Đấy là một cái vấn đề mà anh vì khó chịu khi mà anh nghe luôn đó. Anh biết là nhiều khi bọn em không phải cố tình mà em sẽ bị ốm, hay là cố tình mà em bị cái này, mà em bị cái kia. Nhưng mà nhiều khi những cái mà vô tình trong sinh hoạt hàng ngày của bọn em, ví dụ bọn em đi chơi về khuya hơn này, hay là bọn em tắm buổi đêm xong rồi cởi trần đi ngủ để bị cảm hay như nào đấy, thì tất cả những cái đấy anh thấy nó sẽ là một cái gì đấy nó tương đối là vô trách nhiệm hơn những người khác á. Nên là mọi người cố gắng ở trong những cái thời gian này, là ví dụ như cái việc mà làm morning routine này, mọi người cố gắng năng lượng hơn, nhiệt hơn nữa để cho mình có cái cơ thể để chạm tốt hơn. Và cái thứ hai là mọi người cũng sẽ phải chăm sóc cho cái sức khỏe của mình về những cái thuốc rồi tất cả mọi cái yếu tố xung quanh. Thì bị nghe một cái lý do nhỏ mà nó sẽ ám ảnh trong đầu không những của anh mà còn cả những người khác, khi biết là có ai đấy đang mệt hay là biết ai đấy đang ốm hay như thế nào. Thì cái việc mà bây giờ bọn em giữ sức khỏe cũng là cái mà trách nhiệm của bọn em với cả đội luôn á. Bởi vì chắc chắn khi mà bọn em có một ngày tệ là kéo đến cho tất cả mọi người khác. Nên là anh không muốn lên đấy nhìn thấy ai đấy thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, rồi bị mệt hay bị ốm. Đấy là một cái chuyện mà nếu mà vô tình hay như nào đấy đi thi đấu nước ngoài bị gặp thì anh thấy nó bình thường. Nhưng mà trong một chặng đường dài thì mình phải cố gắng giữ sức khỏe cho bản thân mình chứ. Trong 3 tuần nay là tuần nào cũng nghe thấy có người bị ốm hay là có người bị mệt hay là cái trận này có ai đó gặp vấn đề à? Chính nhất là tập trung chủ yếu. Anh nghĩ là vấn đề về chuyên môn đấy, bọn em vẫn là đội mạnh nhất. Nhìn qua về cách đánh tất cả các thứ, anh nhìn thì chắc chắn bọn em sẽ là đang là đội mạnh nhất rồi. Nhưng mà đừng để thua vì những thứ khác. Nói chung tầm này thì nói chung là bản thân anh thấy tiếc nuối thôi, mình làm gì cũng nghiêm túc lắm, mình chê ngay cả mình chê mình cũng ok, mình đánh răng mình cũng đánh nhiều, mình chơi nhiều, nhưng mà cái kết quả này nó vậy thì mình tiếc nuối thôi. Nếu mà tìm lý do thì anh cũng không tìm được lý do nữa, nhưng mà mình phải bước tiếp thôi, mình vẫn giữ cái nhịp là mình chơi nhiều game mà tinh thần mình thoải mái, mình giao tiếp mình giao tiếp với nhau vui vẻ thôi. Nhưng mà nói chung chốt lại hôm nay thì cái cặp boss của mình đánh tốt hơn nè. Cặp boss của mình đánh kiểu ra chất đầu đánh nó ok, nhưng bù lại thì mình không may mắn thôi. Anh nói chung là mình nói hôm nay là game hôm nay mình nói thẳng là mình không may mắn đi, nhưng mà không phải là không may mắn là cái trận thua đó là mình không đánh lỗi.
anh muốn mọi người nhận xét về bản thân và mình sẽ có làm gì tốt hơn trong ngày hôm nay, hoặc là tuần sau mình sẽ làm gì để tốt hơn. Nhưng mà tuần này anh tuyên dương mấy đứa là mấy đứa chơi nhiều game hơn, mấy đứa cũng giao tiếp cởi mở hơn, cũng hòa nhập hơn, sinh hoạt như một team hơn. Nhưng mà mình không may mắn, không may mắn thì mình thua. Nhưng mà đừng quên là cái mục tiêu của mình là gì. Nhắc lại đừng quên mục tiêu của mình là gì. Là vô địch. Anh nhắc lại cho mấy đứa nhớ nha, là vô địch nha. Rồi cái vai trò của mình, cái vai trò của mình quan trọng lắm á. Kiểu như khi mà banh bích xong rồi, cái vai trò của mình là đánh cover hay là đánh chủ lực thì mình phải nhớ mấy cái vai trò đó. Rồi ok, chúc anh em mượn một câu nói của huấn luyện viên cũ của Gang nhé. Chỉ có Gang mới là đội thua 3 trận mà người ta gọi là thảm họa thôi. Chỉ có Gang ở BZ mới là đội bị gọi như thế. Để anh em phải hiểu là vì sao. Cái vị thế của mình phải giữ lại nhá. Lo học chung tim mình thôi. Thôi này, qua đây anh, qua đây. Rồi, cố lên. Coi như là mình không may mắn thôi. Nhưng mà đây là một cái tuần không may mắn cuối cùng của mình. Tuần sau thì có thể là 13.5 thì nó là một cái meta mới. Thì anh nghĩ là mọi người phải có trách nhiệm nghiên cứu và theo sát vô những cái con tướng mà mình đánh tốt cho bản này. Đó, anh chỉ nhắc mọi người nhớ là tuần sau 13.5 là cái tuần mà mình đã lấy ở 13.5. Rồi, được chứ đó. Cái nhiệm vụ luyện tập của mình sau thì mình phải cố gắng lên, mình có thể là lừa biến với chúng tôi nha. Ok, cố lên nha. Rồi, 1